Hello, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người lấy đập con cào cào và nuôi chim mới bắt được nha mọi người nha. Mọi người hãy làm theo mình nha. Đấy, mình sẽ đập cho nó nát nát ra, xong mình trộn lớn cám để con chim nó ăn con cào cào này thì dần dần nó sẽ biết ăn cám nha mọi người nha. Cứ một ngày cứ làm 2-3 lần, làm 2 ngày là nó tầm 2 ngày con nào biết ăn nhanh thì tầm 2 ngày là nó biết ăn cám rồi nha mọi người nha. Đấy, mọi người cứ đập theo mình. Đây, con chim mình vừa bắt được đây nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ trộn con cào cào mình vừa đập ra trộn vào cái lớn cám để cho nó ăn nha mọi người nha. Đây, mình chỉ hướng dẫn cho những người chưa biết nuôi chim mới bắt được nha mọi người nha. Còn những người nào đã biết rồi thì thôi nha mọi người. Đây, mình chỉ hướng dẫn cho những người chưa biết thôi nha. Còn những người biết rồi thì thôi nha. Đó. Đấy, mình sẽ trộn đều nha mọi người. Đây, mọi người cứ trộn trộn như mình là nó dính cái viên cám, là nó ăn cái con kia, con cào cào dính cám vài ba lần là nó khắc biết ăn ạ.
Anh em nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người nha. Để mình còn có được những video tiếp theo cho mọi người nha.